Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Và theo như tiêu đề của clip thì chắc hẳn các bạn đã đoán được nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là gì rồi, đúng không nào? Vâng, đó chính là em Mavic E2 tôi có ở đây. Thật sự là cái con hàng này nó đang rất là khó khăn để có thể về được đến tay anh em những người dùng ở Việt Nam, vì một cái lý do nào đấy mà chúng ta chưa thể biết được. Đó. Thì khả năng là đầu tháng 6 tới đây thì em Mavic E2 này sẽ về một đợt hàng đầu tiên để cho anh em chúng ta sẽ thao hồ mà trải nghiệm. Còn bây giờ hôm nay thì tôi đã mượn được một cái em Mavic E2 bản đơn này của khách mang đến. Và đây là một cái bản mà vô cùng đặc biệt. Còn lý do vì sao mà nó đặc biệt thì lát nữa chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi săn soi ngoài vỏ hộp của em nó đã. Ở cái bản đơn này, mặt trước chúng ta sẽ có một cái hình em Mavic E2 ở đây. Tên Mavic E2 và logo DJI. Xung quanh thì không có gì nhiều cả. Bên này logo DJI này. Đó. Ở mặt sau nó sẽ có cho chúng ta là trong hộp nó sẽ có bao gồm một máy bay, một tay điều khiển, 3 sợi cáp cho tay điều khiển, một cục pin và một cái đốc sạc. Nhưng mà đó là một cái dây sạc cho cái đốc đó. Tiếp theo là 3 cặp cánh của chúng ta, tức là nó sẽ có một cặp cánh chúng ta dự phòng và một đôi joystick. À và hai cặp joystick. Ok. Sẽ có một cặp để chúng ta backup. Đó. Tiếp theo là một chiếc cáp USB và một bộ hướng dẫn sử dụng. Vậy thì anh em có nóng lòng đập hộp ngay cái Mavic E2 này không nào? Xem là trong này nó có cái điều gì mà đặc biệt đến vậy. Ok, tôi sẽ đập hộp ngay nó ra nhá. Từ em này khách mang tới và khách họ đã chắc chắn là họ đã bóc siêu trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉ đập hộp lại thôi. Bỏ sang một bên nào. Đây. Đây chính là lý do vì sao mà tôi nói đây là một cái bản vô cùng là đặc biệt. Đó. Nó đã được dán skin sẵn rồi và skin này thì khách đã mang qua cửa hàng skin của Tokyo Camera để dán. Skin 3M vô cùng là chất lượng anh em nhá. Để anh em biết thêm về skin thì tôi sẽ để một cái link của bên dán skin ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng vào tìm hiểu. Nhìn rất là ngầu đúng không nào? Đó. Phiên bản limited đầu tiên Mavic E2 của chúng ta lại được dán skin. Đây là tạm thời để em nó sang một bên đã, chúng ta cùng xem trong hộp còn gì nào. Đây, trong này nó sẽ bao gồm ta một chiếc tay điều khiển. Tay điều khiển này to hơn bản cũng rất là nhiều và cũng đã được dán skin sẵn rồi. Anh em có thể thấy ở đây, sờ rất là thích. Chất liệu của cái tay điều khiển này nó gần như được thiết kế lại mà cho cảm giác cầm nắm sử dụng vô cùng thoải mái. Và như anh em có nói thì nó bị hơi nặng nhưng mà tôi cảm thấy nó cũng vô cùng là bình thường, không hề nặng như tôi tưởng tượng. Tiếp theo còn gì nào? Trong này sẽ là hai cuốn hướng dẫn sử dụng và còn một chiếc hộp nữa ở trong này chúng ta. Trong chiếc hộp này nó sẽ bao gồm cho chúng ta một bộ sạc. Đây sẽ bao gồm một cục sạc đây. Ok, và một sợi cáp. Ngoài ra sẽ có một cặp cánh dự phòng như ta này. À, có một cặp cánh, tức là có hai cái để chúng ta có thể backup. Tiếp theo đây, trong này sẽ là những sợi cáp dành cho chiếc tay điều khiển, cho những cái phiên bản hệ điều hành khác nhau trên điện thoại. Ở đây sẽ bao gồm là đầu chuyển USB Type-C và đầu chuyển Micro USB. Đó, chỉ vậy thôi. Một bản nâng cấp. Một cái sự nâng cấp ở trên chiếc Mavic E2 này đó là nó đã hoàn toàn sử dụng USB Type-C rồi chứ không còn dùng Micro USB nhá. Tiếp theo là một cặp joystick này. Đó. Ra nếu mà làm mất cái cặp kia thì chúng ta sẽ sử dụng cái cặp dự phòng này. Thế rồi. Và đây là một sợi cáp USB, cũng là Type-C luôn. Bỏ lại vào hộp nhé và chúng ta hãy cùng quay trở lại với nhân vật chính hiện ra. Đây chính là em Mavic E2 của chúng ta đây. Trông rất là to. Đó. Cái cách tháo lắp cái bộ bảo vệ gimbal nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều so với phiên bản Mavic 2 Pro. Nó không còn lủng lẳng nữa, nó liền một khối vào đây luôn, chúng ta chỉ việc bóp vào và tháo ra thôi. Từ trước khi em Mavic E2 này ra mắt thì chắc hẳn là anh em đã tìm hiểu khá là nhiều những cái thông tin về em này ở trên internet rồi đúng không nào? Nó đã bị leak ra khá là nhiều và chúng ta đã biết gần hết các cái cấu hình của nó rồi. Theo như nhà sản xuất được công bố thì cục pin này nó có dung lượng lên đến 3500 mAh và có thể hoạt động lên đến 34 phút, quá là lâu đúng không nào anh em. Tất nhiên là nó là cái điều kiện hoạt động ở trong môi trường gọi là tối ưu nhất đó, còn ở
môi trường bên ngoài thì chắc chắn là thời lượng nó sẽ có giảm xuống, nhưng mà với củ pin và dung lượng lớn như thế này chắc chắn là sẽ đảm bảo được cho chúng ta cái nhu cầu có thể sử dụng được. Đó, cái củ pin này thì cũng đã được dán skin rồi và chúng ta sẽ khó nhìn cái đèn thông báo của nó hơn, nhưng mà so với cái bản trước ấy thì nó là những cái vạch sáng ở xung quanh này và tạo thành hình một vòng tròn, còn bây giờ nó chỉ là bốn cái chấm sáng như này thôi, không biết anh em có nhìn được không, hơi khó nhìn một chút nhỉ, hơi khó nhìn một chút nhưng mà không sao, chúng ta đã xem rất là nhiều hình ảnh rồi, chắc là chúng ta có thể tưởng tượng ra thôi. Ok, tôi sẽ lắp lại nhá. Còn về cái cụm camera này thì đã được nâng cấp lên là 1/2 inch thay vì 1/2.3 inch so với những cái phiên bản trước, và có cái khả năng chụp lên đến 48 megapixel. 48 megapixel rất là lớn. Độ mở ống kính là 84 độ và khẩu độ là f/2.8. Ok, đây là cái khẩu độ f/2.8 là khẩu độ chung dành cho những chiếc camera này thôi. Đây, ở đây tôi có một chiếc Mavic Air đời thứ nhất, chúng ta có thể so sánh kích thước của nó khi là sải cánh ra. Mavic Air đời thứ nhất cho chúng ta một kích thước khá là nhỏ. Đó, chúng ta có thể thấy. Còn Mavic Air đời thứ hai, nó là kích thước sải cánh nó đã rất là lớn rồi. Thêm vào đó nữa, chiều cao cũng như là chiều rộng của nó cũng to hơn phiên bản Mavic Air đời 1 rất là nhiều. Nhưng mà những anh em nào mà đang sử dụng chiếc Mavic Air đời 1 thì cũng đừng buồn, bởi vì là chiếc Mavic Air này theo cá nhân mình thấy thì nó vẫn hoạt động vô cùng là tốt, không có cái lỗi lầm gì cả. Đó, anh em hãy cứ chưa đủ tài chính thì anh em hãy cứ thoải mái sử dụng thôi, không có việc gì phải suy nghĩ, không có gì phải lăn tăn cả. Tiếp đến chúng ta có thể thấy ở dưới phần bụng, nếu mà so sánh với chiếc Mavic Air đời thứ nhất, chúng ta có thể thấy ở đây nó sẽ có thêm một chiếc đèn landing ở đây. Đó, và vẫn bao gồm 4 cảm biến, 2 cảm biến vision và 2 cảm biến là sử dụng sóng. Còn lại thì mọi thứ gần như là vẫn không có gì thay đổi cả. Những cái khay để cắm cáp USB đó, cũng như là cắm thẻ nhớ được thiết kế vô cùng là giống trên chiếc trên những cái đời Mavic 1 hoặc là Mavic 2 đấy, nó được lắp ở bên hông như thế này, và những cái khe tản nhiệt chúng ta này, đó, những khe tản nhiệt ở bên hông này. Ok, một cái lưu ý nho nhỏ cho anh em khi mà lắp cánh trên chiếc Mavic Air 2 này, cũng không hẳn là nho nhỏ đâu, vô cùng là quan trọng đấy, anh em sẽ phải để ý. Ở trên những cái đời Mavic đời cũ thì chúng ta sẽ có cái vạch trắng này, đây sẽ có cái vạch trắng tương đồng với cả cái vạch trắng ở trên motor đó. Ở trên cánh và trên motor sẽ có một cái vòng trắng tương đồng, hoặc là trên cánh đối diện thì sẽ không có vạch gì cả. Đó, chúng ta sẽ phải lắp vào đúng cái vị trí mà nó yêu cầu. Thì nếu mà ở trên những cái chiếc Mavic đời cũ thì chúng ta nếu mà ngược cánh nhau chúng ta sẽ không thể lắp được, đúng không nào? Còn ở trên chiếc Mavic E2 này, kể cả ngược cánh nhau mà vẫn lắp được. Tức là anh em vẫn có thể lắp được và hoạt động bình thường, nhưng mà cái việc lắp ngược cánh này nó sẽ là nguyên nhân khiến cho chiếc máy bay của chúng ta rơi. Đó, như anh em đã kêu là chiếc Mavic E2 này khá nhiều lỗi, nhưng mà trong quá trình mình test qua thì mình cũng chưa hề thấy một lỗi nào ở trên chiếc Mavic E2 này cả. Tất nhiên, một cái sản phẩm mới ra thì không thể yêu cầu nó hoàn hảo được. Nó sẽ phải qua một khoảng thời gian cho người dùng trải nghiệm và phản hồi để hãng có thể cập nhật thêm những cái bản phần mềm mới cải thiện lỗi. Ok. Còn chúng ta hãy lưu ý nhá, tuyệt đối lưu ý lắp đúng cánh. Lắp đúng cánh mà nhà sản xuất yêu cầu, chứ không được lắp ngược cánh như này. Đây sẽ là cái lý do mà máy bay chúng ta rơi rất là nhiều đấy. Tôi sẽ thử bật chiếc máy bay này lên nhá. Đó, tiếng quạt làm mát. Tiếng quạt làm mát đã kêu rất là lớn, và âm thanh khởi động vô cùng quen thuộc của DJI. Chỉ bao gồm 3 âm thanh nhưng mà vô cùng là quyến rũ. Ok, trở lại với chúng ta điều khiển chúng ta. Hai chiếc joystick đã được đưa xuống phần dưới này và nhét vào trong một cái khay bằng cao su này. Nó đã khít với nhau rất là chắc chắn. Vẫn là cái cách lắp giống như trên chiếc tay điều khiển đời cũ thôi. Dưới đáy này sẽ bao gồm theo ta một cổng sạc, cũng là USB Type-C luôn. Trên này sẽ là cái ngàn để kẹp điện thoại. Và chiếc ngàn này cũng là một cái điều đặc biệt không hề kém, bởi vì là nó đã bao gồm anten ở trên này luôn. Như anh em có thể thấy, ngàn rất là to và bao gồm anten ngầm ở trong này luôn. Và rất là nhiều anh em nước ngoài đã độ lại cái anten này để nó có khả năng thu phát sóng tốt hơn. Mặc dù là chiếc Mavic E2 này đã mang một khả năng thu phát sóng rất là tốt rồi.
Một cái điều cải tiến trên tay điều khiển này đó là cái sợi dây để kết nối với smartphone nó đã được để dành riêng ở trên này, chứ nó không dùng chung với cả cái dây sạc nguồn giống như là trên những cái phiên bản, tất cả phiên bản Mavic đời trước nữa. Đó là một cái cải tiến mà phải nói là vô cùng là hữu ích. Chúng ta có thể vừa sử dụng vừa cắm sạc. Và chiếc máy bay này thì vẫn được trang bị cái công nghệ OcuSign 2.0 giúp chúng ta có thể truyền được tín hiệu vô cùng là tốt. Nó có thể truyền được tín hiệu Full HD ở khoảng cách là 10 km. 10 km, tức là cái khoảng cách bay tối đa nó sẽ là 10 km. Còn nếu mà khi mà không truyền tín hiệu thì theo nhà sản xuất công bố, nó có thể tay điều khiển này vẫn có thể kết nối và tiếp tục điều khiển chiếc máy bay có ở khoảng cách đến tận 18 km. Từ đầu tôi nghe tôi cứ tưởng đây là một cái thông tin mà nhà sản xuất đã đăng nhầm thôi, nhưng mà không phải. Thực chất đó là một cái thông tin mà nhà sản xuất đã xác nhận chúng ta nó có thể bay xa được đến tận 18 km khi mà không truyền tín hiệu hình ảnh mà chỉ truyền tín hiệu sóng điều khiển thôi. Thật sự quá là kinh khủng luôn. Có lẽ đây chính là một chiếc flycam cho chúng ta một cái khả năng bay xa nhất từ trước tới giờ mà tôi đã biết. Ok, quay lại về cái thiết kế của tay điều khiển. Ở đây nó sẽ bao gồm chúng ta là một nút ở bên tay phải. Đây sẽ là nút quay và bao gồm nút chụp luôn. Tiếp theo bên tay trái sẽ là một cái cần gạt ở đây, một cái vòng xoay để gạt để điều chỉnh góc ngửa của camera. Bên này sẽ là một nút function và nút đổi chế độ camera ở đây. Ví dụ tôi ấn một lần thì nó đang ở chế độ quay, nó chuyển chế độ chụp. Ấn lần nữa thì nó chuyển sang chế độ quay cũng như thế. Hai cần joystick, nút return home, nút phím nguôi, cũng như là chuyển đổi giữa ba chế độ bay, tripod, normal và sport. Đây là sơ qua về cái thiết kế bên ngoài của chiếc Mavic Air 2 này. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng kết nối vào điện thoại để có thể trải nghiệm cái phần mềm. Và một cái nữa là chiếc DJI Mavic Air 2 này đã được sử dụng cái phần mềm đó chính là DJI Fly chung với cả chiếc Mavic Mini, chứ không còn dùng DJI Go 4 trên những cái đời Mavic trước nữa. Đó, còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng mang ngay cái Mavic Air 2 này đi ra ngoài trải nghiệm. Đó, let's go. Ok, và mình đã có mặt ở ngoài và bắt đầu. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay test ngay cái chiếc Mavic Air 2 này nhá. Sẽ vô cùng là hấp dẫn đây. Không cần ấn vào đấy đâu.